Như các bạn đã biết, DaVinci Resolve là một cái phần mềm chỉnh sửa video khá là chuyên nghiệp, và trong quá trình dựng video nó có một cái hiện tượng gọi là hiện tượng giật lag. Đừng lo, trong cái video lần này mình sẽ chia sẻ 5 cách để cùng các bạn xử lý cái tình trạng giật lag khi edit video trên DaVinci Resolve nhé. Ok, bây giờ mình sẽ kéo cái màn hình máy tính ra để chúng ta bắt đầu luôn nhé. Cách 1, đầu tiên chúng ta sẽ di chuyển ứng dụng DaVinci Resolve và các cái video cần phải dựng vào cái ổ cứng có tốc độ nhanh nhất. Điều này sẽ tăng tốc độ của DaVinci Resolve trong quá trình khởi động và dựng video. Đây, mình có 5 cái ổ cứng như thế này. Thì cái ứng dụng DaVinci Resolve của mình nó đã nằm trong ổ C và mặc định nó đã trong này. Nếu mặc định ý, cái ổ chứa cái DaVinci Resolve của bạn ấy đã là cái ổ mà nó có tốc độ cao nhất rồi thì bạn cứ để nguyên vậy nhé. Trong trường hợp này các bạn lưu ý cho mình là hãy đưa cái video này, video cần dựng cũng vào cái ổ C này luôn. Ví dụ đưa vào cái ổ C là cái ổ có tốc độ cao nhất này luôn, để trong quá trình dựng nó sẽ mượt hơn. Các bạn thấy không, nó load file rất là nhanh và đọc file rất là nhanh. Đó, không có độ trễ. Đây video 4K nhé, xem trên ổ C không có độ trễ luôn. Cách 2, chuyển vị trí Media Storage vào ổ cứng có tốc độ cao nhất. Cái này thì chúng ta sẽ vào phần mềm DaVinci Resolve. Chúng ta sẽ vào DaVinci Resolve ở góc trên bên trái này. Sau đó chúng ta vào mục Preference. Tiếp theo chúng ta kéo đến cái mục thứ hai là Media Storage. Đây là cái tab thứ hai. Thì mặc định phần mềm nó đã lưu cái Media Storage này vào cái phần ổ C này. Lắp thêm một cái ổ cứng khác, hoặc các bạn cảm thấy là cái vị trí này nó đang ở cái ổ cứng có tốc độ chậm thì chúng ta có thể add thêm ổ cứng có tốc độ cao vào. Đây mình ví dụ mình sẽ cho nó vào cái Samsung Evo Editor này của mình này. Ví dụ như vậy thôi nhé. Chúng ta có thể vào các ổ khác và cài đặt các thư mục khác để lưu cái Media Storage này. Chọn Select Folder. Sau đó đây nó sẽ hiện lên ở đây. Và nếu chúng ta mặc định chỉ muốn chuyển vào đây thì chúng ta sẽ bỏ cái dấu tích này ra. Thì những cái dữ liệu Cache Media, Media Storage này nó sẽ chuyển vào đây. Cách Media Storage này được hiểu nó là những cái file của phần mềm nó sẽ ghi ra trong quá trình làm việc, nó sẽ phục vụ cho quá trình dựng video của chúng ta. Vậy cho nên là khi nó được chuyển đến cái ổ cứng cao nhất, đồng nghĩa với cái việc phần mềm nó sẽ ghi ra đó với tốc độ nhanh hơn, đọc ở đó với tốc độ nhanh hơn thì dựng video nó sẽ chắc chắn nhanh hơn. Sau đó chúng ta save lại. Thế là xong bước thứ hai. Cách thứ ba là sử dụng Proxy để tăng cái tốc độ của DaVinci Resolve. Mình đã mở một cái dự án sẵn đây rồi nhá. Đây mình vào cái timeline phần edit. Trước khi thực hiện cái cách này thì mình sẽ thử play một cái đoạn cho các bạn xem nhé. Đây là một cái đoạn video 4K quay từ Inspire 2. Và như các bạn thấy trên màn hình preview này nó đang bị giật một chút này. Các bạn thấy không? Và mình sẽ sử dụng cái chế độ Proxy để giảm cái hiện tượng giật này nhé. Mình sẽ thử dùng Proxy nhé. Để bật Proxy các bạn vào mục Playback, chọn Proxy Mode. Sau đó bạn chọn Half hoặc Quarter. Half đơn giản là bạn sẽ giảm một nửa dung lượng xuống, và quarter là bạn sẽ giảm 1/4 cái dung lượng của màn hình xuống. Mình giảm cho các bạn xem kết quả trước đã nhé. Mình giảm một nửa này. Đó, như các bạn thấy thì cái màn hình preview lúc này nó trở nên mượt hơn. Mình play lại. Đó, nó đã mượt hơn rồi. Để giải thích cái hiện tượng này tại sao khi chúng ta bật Proxy Mode lên mới chỉ giảm một nửa thôi nhé. Còn nếu với hiện tượng nó giật hơn thì các bạn có thể giảm xuống 1/4. Khi giảm cái Proxy này xuống thì chất lượng video nó sẽ giảm đi. Khi mình tắt cái Proxy đi, off, đây hình ảnh nó sẽ nét hơn. Và khi bật Proxy lên, hình ảnh nó nhòe đi. Nó giống như cái việc chúng ta xem YouTube, chúng ta thay đổi cái độ phân giải của màn hình ấy. Độ phân giải thấp đi thì video nó sẽ load nhanh hơn, xem nó sẽ không bị giật trong trường hợp mạng các bạn yếu ấy. Khi mình giảm 1/4 đi thì nó sẽ như thế này, nó nhòe hẳn đi luôn. Bù lại thì mình sẽ có một cái video mượt hơn. Cách thứ 4 là Render Cache. Có thể hiểu là phần mềm DaVinci Resolve khi chúng ta bật Render Cache này lên, nó sẽ render cái đoạn timeline này ra thành một cái video chạy song song với video trên timeline này, và nó sẽ làm cho cái preview nó mượt hơn, bởi vì cái video đấy nó đã giả lập lại toàn bộ cái timeline này rồi. Nó sẽ chạy trên cái video đó chứ không chạy lên cái video gốc mà mình và các bạn đang xem ở đây. Đây là video gốc và nó đang bị giật. Bây giờ mình sẽ bật cái render cache này lên bằng cách vào playback ở trên này, vào render cache,
và chúng ta chọn Smart. Smart này nó là cái render tự động và render thông minh, và User nó là tùy chỉnh cái render mà chúng ta muốn cho cái đoạn timeline này, thì mình sẽ chọn Smart. Thì sau khi bật Smart, các bạn có thể thấy là cái timeline này nó đang có một cái đường kẻ đỏ ở phía trên của timeline, và cái đường kẻ đỏ này nó sẽ hiển thị timeline đang được render, và cái đường kẻ xanh này nó chính là cái timeline đã được render và sẵn sàng sử dụng để edit. Quá trình này render lâu hay nhanh nó phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn. Để mình playback lại cái đoạn video này nhé, bởi vì phần mềm nó đang báo xanh này. Đây là cái video đã được tăng tốc độ lên 10 lần đó, các bạn thấy không, playback này nó rất là mượt. Chúng ta có thể edit, chúng ta có thể preview, nó rất là đẹp đây. Nó rất là mượt, nó không còn hiện tượng giật lag. Như thế này thì khá là ổn rồi, nhưng mà nó có một cái việc xảy ra, đó là khi chúng ta cứ để render page mặc định như thế này thì nó sẽ tạo lên những cái file video rất là lớn. Những cái file page ở trong cái mục storage lúc bước thứ hai mình đã giới thiệu với các bạn là chúng ta sẽ lưu ở đó. Ví dụ project này có tổng là 4GB trên cái timeline này, nhưng có thể nó sẽ render ra một cái file giả định 40GB cơ. Và cái quá trình này nó sẽ mất cho chúng ta chờ khá là lâu để cho timeline được render. Mình sẽ chia sẻ luôn cái cách để giảm cái dung lượng render xuống. Giả sử bình thường nó render ra một file 40GB đi, thì bây giờ giảm xuống chỉ còn 4GB thôi. Chúng ta sẽ vào mục File Project Settings. Sau đó ở cái tab thứ hai Master Settings, chúng ta sẽ kéo xuống mục Optimize Media and Render Cache. Đấy, thì ở mục Optimize Media Format và Render Cache Format này nó đang mặc định là HQX. HQX này nó là cái chất lượng khá là cao, thế cho nên là cái quá trình này nó cũng kéo theo là lâu hơn. Thế nên chúng ta sẽ chọn xuống LB, DNxHR LB này. Và cái Render Cache Format chúng ta cũng chọn xuống DNxHR LB. Đó, xong đó chúng ta save lại. Timeline nó sẽ render lại từ đầu. Quá trình này nó sẽ nhanh hơn so với cái việc để cho cái timeline nó render tự động theo cái mặc định. Và để cho cái timeline này render nhanh hơn nữa thì chúng ta sẽ play cái timeline này lại một lần. Thì khi cái thanh thời gian này này nó quét đến đâu, timeline nó sẽ render nhanh hơn. Mình thí dụ cho các bạn luôn nhé. Đây, mình sẽ render đoạn đầu đây. Bạn thấy không? Khi cái timeline thanh thời gian này nó chạy đến đâu này, thì cái những cái đường màu đỏ này bắt đầu được render nhanh hơn. Sẽ nhanh hơn so với cái việc chúng ta chỉ để thanh thời gian ở một chỗ và chờ đợi. Ok, nhưng có một cái vấn đề xảy ra. Mình muốn edit cái đoạn video này tăng thêm khoảng 30 lần đi. Tăng lên 30 lần như thế này. Thì mỗi lần tăng tốc độ như thế này, giảm tốc độ, thay đổi cái tốc độ của cái clip ấy, nó lại bắt đầu render lại từ đầu. Và chúng ta lại phải chờ để edit. Vậy cho nên để tối ưu cái việc này, có nghĩa chúng ta có thể cắt ghép rồi chỉnh sửa mà không cần phải lo đến quá trình chờ đợi, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách thứ 5, là cái cách cuối cùng. Và đây cũng là cái cách mà mình thích nhất ở DaVinci Resolve nhé. Chức năng này khá giống như với cái cách thứ 4 mình vừa chia sẻ ấy. Nó cũng tạo ra một cái video chạy song song với video trên timeline của chúng ta. Nhưng khác một điều ấy là chúng ta sẽ edit thoải mái trên cái đoạn clip này, không cần phải lo đến cái việc mà nó sẽ render lại từ đầu trên cách thứ 4. Chúng ta sẽ edit thoải mái. Và để làm cái điều này, mình sẽ ví dụ ở cái clip này luôn nhé. Mình đang tăng 30 lần tốc độ của nó lên. Cái clip gốc của nó chính là clip này. Để Generating Optimized Media, click chuột phải và chọn Generate Optimized Media. Và chúng ta chờ đợi. Quá trình này nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào máy tính của các bạn cấu hình như thế nào. Generating Optimized Media xong, và cái đoạn clip này của mình đã được tạo ra một cái clip khác song song. Bây giờ mình sẽ thử thay đổi tốc độ nhé. Đó, như các bạn thấy mình thay đổi tốc độ nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến quá trình render cả. Đấy, như các bạn thấy là timeline đang đỏ đây, đúng không? Tuy nhiên chúng ta playback lại vẫn không hiện tượng gì xảy ra cả. Vì chúng ta đang sử dụng cái file Generate Optimize Media. Thế cho nên với tất cả các video mà chúng ta muốn add hiệu ứng hoặc thay đổi tốc độ, hoặc là cắt ghép nhiều lần, chỉnh sửa nhiều lần, làm đi làm lại, thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cái tính năng Generate Optimize Media này. Tuy nhiên, nó sẽ có hai cái nhược điểm. Thứ nhất là cái thời gian generating tùy thuộc vào dung lượng của cái file này. Tuy nhiên, nó sẽ chờ, chúng ta phải chờ trong khoảng một thời gian khá là lâu đấy. Và thứ hai, độ phân giải của cái file generate optimize này nó sẽ hạn chế, nó sẽ mờ đi. Như các bạn thấy, nó sẽ mờ đi so với file gốc. Cho nên, chúng ta chỉ sử dụng cái tính năng này để edit, cắt ghép, chỉnh sửa video thôi. Còn nếu khi cắt ghép xong chúng ta muốn sang Color Tab để chỉnh màu, chúng ta sẽ phải tắt cái Generate Optimize Media đi bằng cách vào Playback
Ở đây nó sẽ có cái mục Use Optimized Media If Available. Chúng ta sẽ tắt cái này đi để đổ màu. Sau khi tắt đi thì cái chất lượng của video nó sẽ nét hơn. Và khi trong quá trình đổ màu này chúng ta cảm thấy cắt ghép không chuẩn lắm, chúng ta có thể quay lại Edit và lại vào Playback để bật cái Use Optimized Media If Available. Phần mềm nó sẽ tiếp tục kết nối cái timeline này với những cái clip mà chúng ta đã generate, optimize ra. Rất là tiện đúng không? Và sau khi xem xong cái video này của mình thì anh em sẽ xử lý được cái hiện tượng giật lag. Áp dụng những cái cách trên, anh em sẽ tối ưu được cái phần mềm tốt hơn khi dựng video để phục vụ cho những cái dự án, những cái video của mình làm việc được dễ dàng và trơn tru hơn. Và nếu tất cả những cái cách trên đều không làm cho video của anh em dựng mượt hơn ấy, anh em hãy cân nhé để xem lại cái cấu hình máy có nên nâng cấp thêm CPU, RAM hoặc là các đồ họa. Chúng ta hãy thử hết những cái cách trên trước đã nhé, sau đó mới cân nhắc những cái việc nâng cấp cấu hình sau. À mà đừng quên nhấn nút đăng ký và nút chuông ở bên dưới này nhé, để chúng ta có thể gặp nhau trong các video về mẹo thủ thuật bay flycam cũng như các video về du lịch trong tương lai nhé. Chào anh em.